Đồng Nai là một vùng đất Nam Bộ được khai hoang và tìm thấy khi bắt đầu có cuộc giao tranh giữa nước Đại Việt, là tên gọi của nước Việt Nam ta ngày trước, và Vương quốc Chăm Pa, nay là các tỉnh như Nha Trang và Ninh Thuận nè. Lúc đó trong nước ta lại xảy ra cuộc giao tranh giữa vua nhà Lê là đội quân của chú Trịnh với lại đội quân của chú Nguyễn, nên làm cho đời sống của người dân ở thời điểm đó rơi vào cảnh lầm than. Thì trước tình hình đó, năm Gia Long thứ 7 thì chúa Nguyễn Phúc Chu cự trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, đây là một vị quan thời nhà Trịnh Nguyễn, vào miền Nam để mà khai hoang mở rộng bờ cõi. Đây cũng là cuộc di dân đầu tiên của dân miền Bắc đến miền Nam đó các bạn. Thì chính vì một trong những cái lý do đó mà người dân ở Đồng Nai có rất là nhiều nghề truyền thống nổi tiếng, như là gốm sứ ở Biên Hòa, nghề điêu khắc đá ở Bửu Long, nghề dệt thổ cẩm ở Tà Lai, hay nghề làm bánh tráng, đúc gang và làm gạch ở Thạnh Phú. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một cái lò gạch nằm trên xã Thạnh Phú để cùng tìm hiểu về nghề làm gạch ở đây nha các bạn. Chào buổi sáng tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mít Phương Tăng và mình là Mít. Thì hôm nay trời hơi là nắng cho nên mình đã đeo kính đen, các bạn thông cảm nha. Các bạn ơi, hiện tại Mít đang ở trong một cái lò gạch đó để cùng tìm hiểu cái quy trình làm ra một cái viên gạch nó như thế nào. Giờ các bạn cùng đi tham quan với Mít nha. Mấy bạn ơi, hôm nay Mít theo ba Mít đi xuống lò gạch này nè để mà tham quan cũng như tìm hiểu cái quy trình làm ra một cái viên gạch nó như thế nào mấy bạn. Dạ. Ba Mít nói phía bên này người ta khai thác đá mấy bạn. Ở đây là cái sông, chỗ này là chỗ mà mấy công nhân ở lò gạch đó, người ta sinh sống ở lại đây luôn mấy bạn. Thì phía trước là cái đường cái lớn và phía sau của cái lò gạch này là một cái nhánh sông Đồng Nai mấy bạn. Dạ. Phía bên này người ta khai thác đá mấy bạn. Công ty khai thác đá nó kế cái lò gạch. Phía bên trên đây thì là công ty khai thác cát, còn đây là một cái nhánh sông của Đồng Nai mấy bạn. Ở dưới đây có mấy người, người ta đang đi bắt cá này mấy bạn. Người ta ngồi ở trong một cái bánh xe đó, sau đó người ta đi mò bắt. Trước khi ta làm một cái đó về dài, giờ đi dài đó, mai mốt thứ. Mai mốt thứ biến ông làm gì đó, chạy gì đó. Để cả sử dụng. Bên đây là Đồng Nai và phía bên kia sông á là bên địa phận của tỉnh Bình Dương đó mấy bạn. Đây là một cái nhánh sông Đồng Nai á, mà nơi mà có nhiều cái tàu thuyền nó đậu neo đậu mấy bạn. Thì mình nghe nói á, khúc này á sẽ được xây một cái cảng ở đây ở phía bên Bình Dương đó mấy bạn. Mấy bạn nhìn vậy thôi chứ cái khúc sông này rất là lớn, từ đây sông mà bơi qua bên kia sông là đuối luôn mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong tham quan nha mấy bạn. Đi. Ở bên này có một cái tàu rất là lớn, người ta đang vận chuyển đá nè để đi về miền Tây bán nha mấy bạn. Mình sẽ lại đây quay một xíu cho mấy bạn xem nha. Nước sông ở đây rất là trong luôn, gió thổi vào rất là mát nè. Ủa là cái xe của cái đường đi với cha nó chạy vô trong đây hay sao? Ngoài đường á. Nãy mình chạy có mấy cái chỗ chỗ mà ướt ơi ướt đó. Đây nè, chỗ đây. Là cái chỗ đó là ở đây à? Các bạn thấy xa xa cái tàu á, nó đang chở đất đá mà nó đi mà các bạn thấy không? Phía bên đây là một cái tàu lớn nè, đang xuống cái đá, cái tàu nhỏ hơn mấy bạn. Cái tàu nhỏ này á, sau khi mà nó chất đầy á thì nó sẽ ra khơi ra để nhường chỗ cho cái tàu lớn á. Đây là cái tàu mà chở đá để đi xuống miền Tây người ta bán á mấy bạn. Mấy bạn thấy cái thân của nó rất là rộng luôn. Cái này phải chở được tới mấy tấn luôn đó mấy bạn. Phía xa xa kia là mấy cái xà lan á, người ta chở đất đá nè. Đất sông này là nơi mà những cái tàu nó chở đất đá đi bán á, rất là nhộn nhịp luôn.
Đó mấy bạn thấy không? Cái cẩu nó đang đổ đá vô trong cái xà lan kia kìa, gần đầy rồi đó. Nó phải trở, đầy đầu. Đầu nó mới trở, hai đầu nó giúp một cái, nó không có trở. Cứ lên nó chạy ra đằng trước, giờ nó chặt đằng trước. Ôi, gió mát quá. Đây, mình đã đi vào khúc bên trong. Chỗ này là chỗ để phơi những cái viên gạch mới nung ra mấy bạn. Thì nó sẽ có màu trắng khi mà phơi xong rồi sẽ được vận chuyển vô đây nè. Đó, mấy bạn sẽ thấy cái màu trắng ngà ngà được xếp lên, rồi sau đó sẽ được vận chuyển đi nung á mấy bạn. Còn bên đây là gạch ướt nè. Cái gạch để đây sau đó sẽ được đem ra cái sân hồi nãy phơi mấy bạn. Đây là một cái máy mà người ta để làm ra một cái viên gạch nè mấy bạn. Đó, nó sẽ chạy ra như vậy nè. Bây giờ thì công nhân á, người ta cũng nghỉ trưa rồi. Đó, nó chạy ra một lần là 6 cục nè mấy bạn. Chỉ cần bỏ đất vô đây, nó chạy qua mấy cái khâu ở đây nè, thì nó sẽ ra cái thành phẩm luôn. Chỗ này là cái gạch mà nó bị hư nè mấy bạn. Tí xíu nữa sẽ có công nhân á, người ta sẽ lấy chỗ này rồi người ta bỏ vô trong cái máy ép như nãy là nó sẽ chạy ra cái viên gạch. Mà còn không hư nữa, đổ lấy đất ở dưới đổ nó ra xong. Còn nếu mà mình lỡ tay mình làm đi nó hư á thì mình sẽ dục qua đây để mình cán lại thôi, chứ cũng không có bỏ đi đâu mấy bạn. Rất là hay ha. Mình sẽ đợi một tí xíu nữa, khi mà người ta làm lại xong rồi mình sẽ quay cái quy trình này lại cho mấy bạn xem nha. Có cái đồ đánh tay, đánh rột này chạy ra cái không mấy bạn này gặp. Giờ tính đấy hay xưa phải đạp. Chắc hồi trước lúc đầu tiên là tự lấy tay nặng giống như làm gớm. Cuốc sáo dặm vào kiềng tay. Cuốc sáo dặm hốt được lên, nó chân đạp. Đạp không ấy, đạp bằng cái gót mà ấy ngủi bằng chân là nó rút luôn. Trời ơi. Chạy đó. Những cái bò phóng như chạy cái rất là chạy cho nó chán, được cái quậy gì không ra. Là ra. Chưa bỏ quét vô cái chạy rồi quạch liền xong nén đâu chạy cứng. Cô máy ở chân đông cái này nó hút nước ra. Ngắt cũng bệnh. Đây là cái sân mà để phơi gạch nè mấy bạn. Bây giờ cái chú Tư này sẽ dẫn mình đi vào trong tham quan tiếp. Một bên đây, bên trái á, là cái gạch đã được phơi, còn bên phải là cái gạch mà chưa phơi. Đây, đây là gạch chuẩn bị đem đi nung nè mấy bạn. Sẽ được sắp xếp ở ngay cái cửa lò nung. Còn phía bên ngoài bên đây á, là nơi mà chất những cái củi á, để mà bỏ vô đốt để nung á. Đây là cái bãi đất là để đất sét, người ta tí người ta sẽ trộn với than đá để làm cái gạch đó mấy bạn. Rất là nhiều củi luôn mấy bạn thấy không? Cái củi này được mua ở Xuân Lộc, Cẩm Mỹ gì mấy bạn.
từ gạch thành phẩm. Sau khi mà nung gạch xong thì được sắp xếp ở đây nha mấy bạn. Đó, mình bên đây á, là cái gạch là nung mà thành phẩm, còn bên đây á, là cái gạch nung nhưng mà nó đã bị cháy á, thì cái gạch cháy này sẽ được bán rẻ hơn so với cái gạch ở phía bên này nè. Đang rừng nó tách ra nó bán riêng rồi còn lâu. Đây có một cái xe đang bốc gạch lên chuẩn bị đem đi bán nha mấy bạn. Đây là phía bãi cát, một cái công ty người ta bán cát ở kế cái lò gạch nè mấy bạn. Thì mình cũng xin phép đi vào trong một chút xíu cho mấy bạn coi. Đó, mấy bạn thấy xe cẩu không? Nó đang cẩu cát á, một tí nữa thì có mấy cái thuyền á, giống hồi nãy á, nó neo đậu thì mình sẽ bỏ cát lên trên đó. Ôi, nó sợ mình mấy bạn ơi. Milu, Milu. Ở đây mấy con chó rất là dễ thương nè mấy bạn. Mới vừa sinh ra, bây giờ nó vẫn còn bú sữa mẹ mấy bạn, mà không thấy chó mẹ đâu hết. Dễ thương quá à. Đói chưa? Mấy đứa đói chưa nè? Biết bắt tay nữa ta. Mặt mũi lắm đêm mà. Ngoan 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 ngoan. Con chó này dạng ghê mấy bạn. Nó bự nhất bầy luôn rồi. Con này cạnh anh nè, bay lên. Vậy là nãy giờ mình đã tìm hiểu ra cái quy trình để làm ra một cái viên gạch như thế nào, và để xây lên một cái tòa nhà thì mấy bạn biết là nó công phu thế nào ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giờ phút này. Các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, nhớ like, share và ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Mình sẽ tiếp tục làm những cái video để chia sẻ với các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh Mất Công Tăng để ủng hộ mình nha. Bye.